liềm hái xe cộ cho chúng tôi quản cả vụ là tốt nhất. Có phải không các bà? Đúng rồi. Đấy. Không thể làm như thế được. Công cụ sản xuất là tài sản xã hội chủ nghĩa, không thể giao cho tư nhân quản lý được. Thì giao cho các bà thì các bà dùng của công để làm ruộng phần trăm của mình à? Cán bộ mà hiểu biết như thế làm sao hợp tác xã ngóc đầu lên được. Anh thấy ý kiến vừa rồi của bà Ngật như thế nào? Cô muốn nghĩ đến chuyện trả lại công cụ sản xuất cho nông dân. Vâng. Nếu như trả lại trâu bò, cày bừa, xe cải tiến và các vật dụng khác cho hộ gia đình quản lý thì sao? Đã hơn một lần anh Kim nhắc tới chuyện này nhưng chưa dám làm. Một quy định nữa của ban quản trị là khi đi làm đồng không được mặc áo trắng. Người nào có nón phải tìm cách ngụy trang. Quy định cuối cùng, trước đây mỗi khi đi gặt, các gia đình thường cho con cái đi theo để mót lúa. Lúa bắt được có khi bằng cả lúa được chia theo công điểm. Từ vụ này trở đi, cấm ngặt xã viên không được làm như vậy. Ai không chấp hành sẽ bị phạt công điểm. Nhà nước kêu gọi mọi người phải tiết kiệm, lúa gặt sót không cho người ta đi mót à, thì để cho chim nó ăn à? Có phải không các bà? Chim ăn gà ăn là mặc chuyện của chim với gà, cấm mót là cấm mót. Lao động chính đi làm có công điểm còn được chia mấy lạng thóc, trẻ con người già không cho họ đi mót, không lẽ khâu miệng họ là hay sao? Cô Hoan nói phải đấy, gặt thì phải sót. Ban quản trị cứ để cho những người không có công việc đi mót, vừa đỡ phí của rời lại vừa có cái ăn nữa. Việc này đã bàn trong ban quản trị rồi, cấm là cấm. Cái ban quản trị có nuôi nổi ba đứa con tôi không mà cấm chúng nó đi mót? Con cô đẻ ra thì cô phải nuôi, chứ có phải con của ban quản trị đâu mà cô bắt chúng tôi phải nuôi. Biết đâu đấy, cô Hoan cứ nói rõ xem có đứa nào là con của ban quản trị không. Thế con của ban quản trị thì đã sao nào? Này, ai cho phép cô Hoan ăn nói bậy bạ ở đây? Cô nhớ cái tội của cô đấy. Tội của cô ấy, ban quản trị chưa sờ đến đâu. Chưa sờ, thì sờ đi. Tôi thích ban quản trị sờ đấy. Bất quá, thì quy tôi vào cái tội nấu rượu lậu chứ gì. Dọa mãi rồi, đây chả sợ nhá. Một mình đây, nuôi ba đứa con, tôi không vén váy quay cổng lên để làm mọi việc thì lấy gì mà đút vào mồm chúng nó. Hôm nào mà gặt lúa, tôi cứ cho ba đứa con tôi đi mót lúa đấy. Ban quản trị mà cấm á, thì đem chúng nó về mà nuôi. Cái cô Hoàng này cũng ghê gớm thật đấy. Cô ấy nấu rượu lậu thật đấy à? Em nghe loáng thoáng như vậy nhưng chưa có dịp hỏi kỹ. Thế ban quản trị không có ý kiến gì à? Hả? Cấm thì lấy rượu đâu hàng ngày chè chén với nhau. Nghe kể hoàn cảnh cô ấy cũng nhiều khó khăn lắm ạ. Chồng ốm hơn 2 năm trời vừa mới mất, một mình phải nuôi 3 đứa con. Nếu không có thêm nghề gì thì làm sao nuôi nổi chúng bằng công điểm hợp tác? Do tình hình thời chiến nên chúng ta cố gắng thu hoạch nhanh gọn. Tổ nhóm nào gặt ở Đồng Bầu, Đồng Thị Cẩm thì chuyển lúa về tận sân kho thôn Bùi Hạ. Những ai gặt ở Đồng Phù Vân, Thượng Mã thì chuyển lúa về sân kho Nội Am. Gặt hôm nào đập gọn hôm ấy. Bà con nghe rõ chưa? Tôi có ý kiến. Ý kiến gì? Về việc gặt, chứ không nói chuyện gì đâu mà ông lo. Cái ông này chuyên gây rắc rối, có chuyện gì thì nói luôn đi. Vừa rồi ông phó chủ nhiệm có nhắc tới tình hình thời chiến nên cần phải thu hoạch nhanh gọn. 5 giờ sáng xã viên đã phải có mặt ở ngoài đồng. Muốn làm được như thế thì cần phải cải tiến cách khoán mới. Cuộc họp hôm nay chỉ là phổ biến thu hoạch vụ mùa chứ không bàn cách khoán như thế nào. Trước mắt cứ theo cách khoán cũ mà làm. Thì cứ để anh Dậu nói hết đi đã. Nếu mà cải tiến theo cách khoán mới mà có lợi cho việc thu hoạch nhanh gọn như ban quản trị đã đề ra ấy, thì chỉ có lợi thôi. Chứ việc gì mình phải ôm lấy cái lối khoán cũ. Phải đấy. Anh Dậu cứ nói xem sao. Nếu áp dụng được thì tốt, không thì thôi, mất gì. Cách khoán xưa nay quen rồi, cứ thế mà làm, mới mẻ chả biết thế nào. Rồi lại ông chẳng bà chuộc, biết lúc nào thu hoạch cho xong vụ. Thế ông muốn thức dậy từ 3 giờ sáng để đánh kẻng, hay là 5 thằng cẳng để ngủ?
đó là việc của tôi. Miễn làm sao 5 giờ sáng mọi người có mặt ngoài ruộng là được. Tôi đề nghị cứ để anh Dậu nói. Nếu hay thì ta làm, giờ thì thôi. Phải đấy, anh Dậu cứ nói thử xem. Nếu bà con thấy anh Dậu nói chưa phù hợp hoặc rườm rà khó thực hiện thì xin bà con cho ý kiến để ban quản trị nghiên cứu. Tay này khôn thật. Hắn tìm cách gạt khéo ý kiến của Tây Dậu đấy. Anh có tin bà con ủng hộ anh Dậu không? Tôi cũng chưa biết. Nhà em về kia rồi. Có việc gì ở dưới đấy mà sao giờ này chú mới về? Giải quyết việc thương binh liệt sĩ xong, lại phải ra xem cầu sập ra sao để tìm cách sửa chữa. Sau đó phải rẽ qua đạo thắng để thăm hỏi và động viên mấy cô dân quân. À, còn gặp cả ông Côn và cô Chi nữa. À, pha cho anh cốc nước đường nhé. Chưa bao giờ mệt như hôm nay. Cái dạ dày lại dở trứng, đau đau là... Chú cứ làm việc kiểu ấy, lại ăn uống thất thường. Dạ dày có làm bằng thép thì cũng bị gì. Em pha ít, anh uống cho đỡ mệt thôi, để bụng lát nữa còn ăn cơm. Việc ở Vĩnh Hòa ra sao rồi hả chị? Anh làm việc suốt từ sáng đến giờ, chưa chán hay sao? Mà vừa về đến nhà đã lại bàn chuyện công việc. Người đã như mèo hen ý mà còn không biết giữ sức. Ốm nằm lăn ra đấy, chỉ khổ em thôi. Cô Lê nói đúng đấy. Dạo này trông chú sọm lắm. Muốn làm việc lâu dài thì phải biết giữ sức chú ạ. Bực với mấy thằng ở Gia Đạo và Đạo Thắng quá, chúng chẳng coi ai ra gì cả. Chú này mắc bệnh nghiện việc hay sao ấy, mà cô Lê có nhắc nhở như thế mà vẫn không chừa. Cốc nước đường của cô nàng còn hơn cả thuốc tiên. Uống vào một cái là khỏe lại ngay. Gớm, nịnh vợ khéo nhỉ. Giả vờ như thế để bắt chuyện với chị đấy, em còn lạ gì. Người như anh ấy mà biết nịnh vợ, có mà trời sập. Nào, ăn cơm chưa để em còn dọn. Thế cô nàng ăn cơm chưa? Em chờ anh. À, giữ vững truyền thống Việt Nam nuôi con chờ chồng. Nào, thôi đi ăn cơm cho đỡ đói. Chị vào ăn với chúng em cho vui. Thôi thôi, hai vợ chồng cứ ăn đi kẻo đói. Tôi ăn rồi. Thế em xin phép nhá. Ừ. Cà dầm tương hết rồi hả cô nàng? Nhịn cà vài bữa đi. Vừa mới kêu đau dạ dày xong. Ừ. Xin một miếng con ăn cho đưa cơm thôi mà. Đã bảo không là không. Thua. Hóa ra cô lại thua chú rồi đấy. Bữa nào không có miếng cà dầm tương là y như rằng ôm bát cơm ngồi nhìn. Chả hiểu ngon lành gì cái thứ này mà nghiện hơn là nghiện thuốc phiện chị ạ. Ôn nghèo nhớ khổ ấy mà. Ngày xưa tớ đi làm công cho địa chủ đình, chỉ ăn độc có mỗi món cà dầm tương này. Nói thật đừng giận, cô mình làm món cà dầm tương này còn kém xa nhà địa chủ đình. Tớ tả cho mà nghe nhé. Quả cà vàng ươm này, cắn vào miệng, không muốn nuốt, mà để ở đầu lưỡi để thưởng thức vị thơm ngon của nó. Này, khen thức ăn nhà địa chủ ngon, không sợ mất lập trường à? Ngon thì bảo là ngon, chẳng lẽ lại phải nói dở thì mới có lập trường giai cấp à? Thôi anh ăn đi. Tình hình làm việc với ba ông phái viên có rắc rối lắm không chị? Cứ ăn cơm cho nó ngon miệng đi, rồi tôi kể cho mà nghe. Đừng kể chị ạ. Chị mà kể là suốt đêm nay ngồi rít thuốc lào cho mà xem.
Có chuyện gì thế chị? Chả có chuyện gì cả, giải quyết ổn thỏa rồi. Thấy hai bà đưa mắt nhìn nhau, tôi biết thế nào cũng có chuyện rồi.